Rồi, okay, hello anh em. Chào mừng anh em đến với Gián Tiếp Game. Ngày hôm nay tôi đang ở ngoài TTG Shop mà vừa mới ra đây chiến game với Đá Pét Vũ Tí, cảm thấy hơi đói. Thành ra là đang có ý định là gọi luôn cơm ship từ đụt quán. Nếu mà anh em cũng biết gần đây là bọn tôi có triển khai dịch vụ gọi là cơm ship. Cơm với 3 món. Món gì? Món gì nhỉ? Cơm bò, bò lạc, cơm gà ép sung à? Gà ép sung. Với cả cơm lợn hay ho. Đấy. Nói chung là ba với ba món này là ở đụt quán nó sẽ ship đến tận giường của anh em. Anh em chỉ chơi game hoặc là anh em đi làm hoặc đi học về mà cảm thấy nó có hơi đói, mà ví dụ như là cơm ở nhà nấu không ngon hoặc là vợ đang giận đéo nấu cơm cho thì có thể gọi ngay coi như là đến đụt quán để order, shipper sẽ mang cơm đến ngay lập tức. Đấy. Các món ăn đều được đầu bếp chuyên nghiệp nấu cực ngon. Có thể tôi chắc chắn với anh em luôn là ngon hơn cơm ở nhà. Cho anh một cái gì nhỉ? Ăn gì? Gì bò nữa? Một bò, một gà. Gọi thêm trứng đi. Thêm nhớ thêm trứng. Thêm trứng. Topping tấp tiết đầy đủ vào nhá. Sang sốt nhá. Rồi. Sang sốt. Nhanh nhỉ? Số như nào đây? Hotline là như nào? Hotline của đục quán thôi. Hotline là gì? Hotline đục quán 0868128180. Vâng, đây anh em có thể gọi đến hotline này ngay lập tức, báo địa điểm ở là sẽ có shipper mang đến cho anh em. Đấy, bây giờ bọn tôi chờ. Nói chung là nhanh thôi. Thời gian nhất nhanh thôi. Nhá. Rồi, ok. Rồi bọn tôi cũng đã đặt cơm được một lúc rồi. Bao phút rồi Vũ? 15 phút rồi. 15 phút? Sao vẫn chưa thấy đến? Lại đi gọi nó ra. Mới 15, 20 phút phải đợi một tí anh. À đây, đến rồi. Đâu? Nhanh quá. Rồi, chào em. Cơm à? Đúng quán đúng không em? Dạ, đúng quán ạ. Đúng món anh gọi không đấy? Anh xem cơm nào. Rồi. Đây. Canh khủng này. Đây là cái gì? 95k tất cả ship đúng không em? Vâng, rồi, ok. Bò này. Ôi giời ơi. Gà này. Đây là món bò đi lạc, vâng, cơm bò đi lạc. Còn đây là món gà. Có topping coi như là trứng chiếc đàng hoàng cộng cả tiền ship tất cả thứ 95k. Rất nhanh, chỉ trong vòng 20 phút. Đấy, món bọn tôi ở đục quán phải giới thiệu qua với anh em luôn là tất cả các bát là đều được sử dụng bằng bát giấy. Đấy, thì thiếc là gửi đũa, gửi theo anh em đàng hoàng. Đây, món bò đây. Bên trong rất nhiều rau. Rau xanh thoải mái cho anh em sợ là ăn coi như là thiếu chất coi sơ. Thôi ăn đi. Nói nhiều lắm. Từ từ đấy. Mời anh em nhé. Ôi giời ơi, đớp. Nào. Đây là gà anh em ạ. Gà với lại sả với lại hành tây. Làm thử miếng đã, đang đói. Được đấy. Nóng mềm. Wow. Hiện tại thì dịch vụ ship chỉ trong Hà Nội thôi anh em ạ. Còn các anh em ở tỉnh xa thì khó ship đến nơi, chắc cơm chắc thiêu mất nhá. Đấy, với một bát cơm tầm ở Hồ Chí Minh thì ship vào sẽ có món mẻ nhá. Đây, ngoài cơm thì có canh và còn có món đưa món dưa đấy ăn được. Dưa muối. Cái dưa muối mới là cái ngon đây này. Tức là khi mà anh em ăn thì chúng ta sẽ cảm thấy nhiều khi có thêm tí dưa ăn vào, nó tạo cho cái vị dễ tiêu hơn, dễ ăn hơn rất là nhiều. Dưa này cũng được muối hoàn toàn là ở đồ quán hết. Tôi tin là với cái bát cơm như này anh em ăn xong thì anh em nó chỉ thua coi như là mì chiến thắng một tí thôi, chứ còn chắc chắn là no say.
Đòi ngon đấy. Thử miếng nhá. Một miếng thịt bò đổi lên miếng thịt gà. Bò siêu mềm luôn. Ừ, okay, cũng được. Không đến nỗi nhỉ. Đầu bếp này bọn tôi cũng đã tuyển chọn từ có nhiều những hệ thống nhà hàng 10 sao. Không phải nghĩ luôn. Ăn mãi cho hết thịt. Anh em để xem Vũ nãy giờ top như điên. Vẫn còn ở đống đồ ăn này. Anh em nhớ nhá, hiện tại đang có 3 món. Một là bò. Bò có khoai tây, có ớt, ớt này ớt chuông à? Ớt chuông. Đấy. Ớt chuông thì nó lúc lắc. Nhá. Bò lúc lắc. Bò lạc. Đấy, bò lạc. Bò lạc nên phải đeo chuông. Thứ hai là gà. Gà này thì có sả, cũng có ớt chuông, có hành tây. Và đấy. Món thứ ba là món gì? Món lợn. Lợn. Không còn đấy. Lợn thì tôi phải nói với anh em này. Thôi nhà tôi ăn lợn chán rồi, bây giờ tôi phải ăn bò với gà. Món lợn là món lợn được rang hơi cháy cạnh một tí, ăn có thể nói là nó vào thì thôi rồi luôn. Ớt gốc dưa chuột. Đây. Có một cốc à? À đây. Dưa muối. Ủa. Hey mấy anh em giòn. Nào. Tôi dí sát mồm tôi cho anh em nghe tiếng giọt xạo nhé. Nó giọt cái gì nhỉ? Đấy. Giòn lắm. Tôi và anh em là dạo này tôi live stream ở trên Nonolip buổi chiều là tôi cũng hay gọi anh em một suất như này. Tôi đớp trước khi live stream, dạo này không ăn mì nữa. Mì mùa này ăn thì chắc là xong rồi. Mặt đầy tội lỗi. Canh gì mũ bỏ ấy mà. Ăn xong thì mình uống canh chứ. Canh. Cho cái gì đây? Nhiều khi vừa ăn vừa húp. Cái trứng này là topping gọi thêm anh em nhé. Trứng này là hoàn toàn topping gọi thêm. Anh em có thể là khi mà anh em order thì anh em có thể gọi. Canh mùng tơi. Canh mùng tơi vâng. Đấy, anh em có thể vừa ăn vừa uống. À, uống cái này có lợi cho sức khỏe hơn rất là nhiều so với lại với cả hành. Có lợi cho sức khỏe hơn rất là nhiều so với lại anh em uống Coca hay là uống các cái món gì đấy khác. Hôm nay thằng Đạt nó bận sửa chim. Bận về thay tã cho con rồi. Ăn mãi lâu hết cả. Bị đéo được. Chắc sao gọi bát nhỏ rồi bát phóng. Gọi bát ít cơm, bát này hơi nhiều. Tại shop bán cơm hiện tại thường là người ta hay dùng cái hộp nhựa. Bọn tôi biết là tâm lý của các anh em ưa sạch sẽ là hay thích những cái bát giấy như thế này. Nó cũng thân thiện với môi trường. Và thứ hai nữa là nó cũng cho chúng ta cảm giác nó sạch sẽ hơn. Đấy. Còn về thức ăn của bọn tôi thì anh em thể yên tâm về chất lượng, sạch sẽ, tất cả đều được coi như là mua từ chợ đầu mối. Ngon nghẻ nhá, không phải là mua hàng vớ va vẩn. Đấy, thật với anh em điều như thế. Ví dụ như phô mai nhé. Rồi, đây. Anh ăn cơm xong, anh em có thể gọi phô mai. Bếp nhà Chun do Dung ỉn tự tay làm. Vớ vẩn. Dung ỉn nào? Không phải Dung ỉn à? Ừ. Thế này. Em có làm chưa này? Vũ à? Vâng, Vũ làm. Vâng, Vũ kêu Vũ làm. Đấy, anh em có thể sau khi ăn xong anh em cảm giác nữa còn thái rất là đứt cả tay này. Hơi buồn mồm thì anh em có thể gọi coi như là phô mai. Bếp nhà Chun số điện thoại đây 0886377322 nhá. Ô mai cũng rất là ngon. Anh em làm hết mà, có cái không được cầm tiền thôi chứ còn. Ừ.
Lần sau bảo bếp cho ít thức ăn không ạ? Khách ăn này ăn no quá bội thực. Vỡ bụng á. Đêm không nên ăn nhiều béo. Thật. Thì ăn gọi là mất cảm giác đói thôi. Nhiều quán này đỡ đéo được. Đấy. Vũ ăn, được ăn bao lâu rồi? Bình thường một bát mì chắc là tôi và mất khoảng được 30 giây. Cơm này không nhiều lắm. Mở ra cho tao. Đây, húp đây anh em ạ. Húp cái này nó bổ dưỡng không có chơi mấy cái nước có ga làm gì cả nhé. Nước giàu ngọt. Thôi rồi luôn. Này, sau gọi chắc là gọi anh em mỗi thằng nửa quả trứng nữa nhỉ. Một quả về đây cắt đôi, hai quả này no vã. Ngoài topping hiện tại mình mới chỉ có copy trứng thôi đúng không? Ờ, mỗi trứng ngon. Tôi nghĩ là chỉ trứng thôi đã đủ anh em ăn no rồi, không cần phải thêm quá nhiều thứ nữa. À, trông Vũ dấn rồi. Trông hả rồi. Thế ơi. Vâng. Được. Nó đánh xong bát rồi anh em ạ. Trong khi tôi vẫn còn đống này. Đánh nhanh VL. Khổ, đói lâu ngày. Về nhà là ăn uống chừng mực. Không có chuyện là ăn thùng uống vại này được. À. Thời gian ship của mình cơm là như nào? À, từ trong tuần này có thể là sẽ cả buổi trưa. Nhưng mà về cơ bản là đang từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Cơ bản là từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối anh em ạ. Anh em trong khoảng giờ đấy nó cũng là cái giờ mà tôi nghĩ là anh em cũng đi học, đi làm về. Hoặc là bữa tối coi như là chúng ta lười nấu, chúng ta lười đi ăn chẳng hạn, chúng ta ngồi chơi game chẳng hạn. Thì anh em có thể hoặc anh em ngồi vào quán net mà anh em cảm thấy cơm quán net nó không ngon, anh em có thể gọi đến hotline đấy, số hotline nó ở đầu cái clip này. Anh em gọi đến đủ quán ngay lập tức, trong thời gian nhanh nhất cơm sẽ được mang đến cho anh em ngon nghẻ nhé, niềm nở, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. Ok rồi, rất cảm ơn tất cả các anh em hãy theo dõi, nhớ đặt cơm tại đụt quán nha anh em nhá. Bye bye, see you again.